Minh Sơn xin trân trọng kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong video chia sẻ thứ ba này, và có lẽ cũng là video cuối cùng để chúng ta kết thúc khóa học về kỹ năng giảng dạy online. Trước nhất, Minh Sơn một lần nữa xin gửi đến quý thầy và ban biên tập của Thinking School một lời cảm tạ thật chân thành và sâu sắc về một khóa học quá hay và quá thú vị. Và cũng cảm tạ quý vị là những học viên của khóa 2, đặc biệt là những anh chị, những bậc tiền bối trong nhóm 3. Thật may mắn và thật hạnh phúc khi chúng ta được đồng hành cùng nhau trong suốt gần 3 tuần học. Có lẽ đó là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để chúng ta có thể lãnh hội, học hỏi, trao đổi, trau dồi và chia sẻ với nhau thật nhiều những điều mới mẻ và bổ ích. Trong video chia sẻ lần này, mình sẽ hân hạnh gửi đến quý vị 3 phần nội dung chính. Đầu tiên là 3 điều mình tâm đắc nhất về khóa học kỹ năng giảng dạy online từ hệ thống Thinking School. Điều thứ nhì là 3 kế hoạch ứng dụng sau khi kết thúc hoàn thành khóa học này. Và điều thứ ba, Minh Sơn sẽ gửi tặng đến quý vị một câu chuyện vui theo góc nhìn của bản thân để gửi thêm cho quý vị một chút tình yêu với nghề giáo. Nếu nói đến những điều được nhận từ khóa học này, có lẽ là rất nhiều. Nhưng khi đề cập đến 3 điều mình tâm đắc nhất, điều đầu tiên phải kể đến một hệ thống e-learning rất lý tưởng. Lý tưởng trong quá trình xây dựng các hoạt động liên kết với nhau rất chặt chẽ, từ khâu quý vị truyền thông khóa học rộng rãi, đầy thu hút, đến bước phân tách, lựa chọn sàng lọc đối tượng học viên nhằm đảm bảo được chất lượng cam kết đầu ra, để xây dựng một chương trình đào tạo mang tính ứng dụng với chuỗi hệ thống bài giảng rất liên kết, thúc đẩy phát triển chuyên môn, và điều đặc biệt là các tiêu chí đánh giá thông qua việc làm bài tập, các bài kiểm tra, các bài hoạt động nhóm và cách tương tác giữa các học viên với nhau. Chính những yếu tố này đã tạo nên được sự lý tưởng mà hệ thống e-learning của Thinking School mang lại cho chúng ta trong khóa trải nghiệm này. Để có được một hệ thống lý tưởng như vậy, chắc hẳn đội ngũ nhân viên của Thinking School đã phải làm việc rất tận tâm bằng trọn trái tim của mình, đúng không quý vị? Vâng, bên cạnh đó mình sẽ nghĩ rằng những người truyền thông điệp đến với học viên, truyền được cảm hứng tích cực đến với người học, có lẽ không ai khác là những giảng viên hạnh phúc của Thinking School. Trong khóa học này chúng ta làm việc với 4 thầy. 4 thầy lại hiện diện cho 4 màu sắc, 4 phong cách và 4 lối trình giảng khác nhau, nhưng nó lại kết hợp một cách rất hài hòa và trọn vẹn. Nếu như chúng ta học được bản lãnh phong thái của một người thầy chính đạt bởi thầy Dũng, thì chúng ta lại học được ở thầy Hùng Anh sự ôn hòa, sự điềm đạm và có góc nhìn đa chiều trong các bài giảng của mình. Chúng ta lại tiếp nhận thêm hình ảnh một người thầy rất thân thiện, rất gần gũi bởi thầy Hoàng Dương. Và chắc quý vị cũng không thể quên được cái cười rất sảng khoái của thầy Tuấn, một giảng viên rất vui vẻ, rất hài hước nhưng cũng có một chút khắt khe. 4 thầy đã góp phần cho thành công của khóa học này một cách rất tuyệt vời. Cũng như Minh Sơn có chia sẻ trong phần bài giảng của mình hay phần diễn trình của nhóm 3 có đề cập đến, một người thầy hạnh phúc sẽ truyền được lửa học tập đến với học viên. Và 4 giảng viên tuyệt vời của chúng ta đã làm cho những học viên có cảm hứng học tập rất tích cực, mà Minh Sơn dùng một cụm từ là học viên hợp tác. Hợp tác ở đây sẽ xuất phát điểm từ cách mà mỗi bản thân chúng ta tích cực trong phân việc của mình, từ cách chúng ta làm các bài tập nhóm, cách chúng ta tham gia các bài giảng, tham gia các buổi live streaming, và cách chúng ta tương tác bằng những comments, những nhận xét, những chia sẻ đóng góp ý kiến cho nhau. Thì từ đó chúng ta xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta có thể hợp tác với nhau rất tuyệt vời. Minh chứng cho thấy 4 nhóm của khóa 2 đã có những màn trình diễn trong buổi thuyết trình rất hay và rất ấn tượng, đầy lôi cuốn. Và hiển nhiên, con điểm đã thể hiện rằng chúng ta làm việc tích cực và hợp tác với nhau tuyệt vời như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn vì sự đồng hành đó. Cảm ơn vì chúng ta đã chia sẻ với nhau những điều dù nhỏ nhất, những khó khăn, những thuận lợi để chúng ta có thể hợp tác được với nhau lâu dài. Minh Sơn tin rằng những mối quan hệ mà chúng ta xây dựng được từ khóa học này không chỉ đơn giản rằng là những bài tập hay là những cái tin nhắn online trên Zalo, trên Facebook, mà có thể là những mối quan hệ hiện hữu ở ngoài đời thật nữa, đúng không ạ? Thật ra còn rất nhiều điều để có thể chia sẻ về những cái mình học được trong khóa học. Nhưng Minh Sơn then chốt lại với 3 điển hình mà có lẽ đã xây dựng nên được thành công của khóa học chúng ta lần này. Đó chính là một hệ thống e-learning lý tưởng, đó là những giảng viên hạnh phúc và những học viên hợp tác tích cực.
rất hữu ích chúng ta nhận được sau khóa học này. Minh Sơn tin rằng mỗi chúng ta ai cũng đang rất hứng khởi để xây dựng cho mình những kế hoạch, những chiến lược bài giảng online, không chỉ nhằm phục vụ cho mục đích thời gian hiện tại mà là một nguồn liệu chúng ta có thể sử dụng cho sau này nữa. Riêng bản thân của Minh Sơn đã xây dựng được một kho học liệu, trên đó chứa những chuyên đề về phát âm, những đề tài, những tài liệu về đánh vần tiếng Anh hay là những kỹ năng học ngôn ngữ, vân vân. Đồng thời tiếp nhận những lời khuyên, những chia sẻ, những tip mà thầy Dương và thầy Tuấn giúp chúng ta xây dựng hình thành được một clip bài giảng hiệu quả nhất. Minh Sơn cũng đã chuyên nghiệp hóa hơn trong quá trình dựng phim để có những bài giảng thật sự hiệu quả đưa đến cho học viên của mình. Và hơn thế nữa, Minh Sơn đã tiếp cận sâu hơn và tìm hiểu kỹ hơn về những lớp học ảo, những mô hình học tập, những công cụ hỗ trợ để tương tác và đánh giá kiểm tra học viên bằng các công cụ online. Thì đó là những gì Minh Sơn đã ứng dụng được, và Minh Sơn cũng tin rằng quý vị đã ứng dụng nó và đã thành công với những kế hoạch mà chúng ta đặt ra. Và trước khi chia tay với quý vị, Minh Sơn mới gửi tặng đến quý vị một câu chuyện theo góc nhìn của bản thân mà Minh Sơn hay chia sẻ trong các khóa training về phương pháp sư phạm. Có thể tích chuyện này quý vị đã nghe rồi, đó chính là tích chuyện về con mèo và con hổ. Dạ vâng, vậy thì giữa con mèo và con hổ thì con nào làm thầy con nào ạ? Hầu như chúng ta sẽ nghĩ ngay là con hổ đúng không? Nhưng không phải, tích xưa kể lại lúc đó hổ cũng có móng vuốt, cũng có răng nanh, cũng rất là dữ tợn, nhưng lại thua xa họ nhà mèo ở các chiêu thức rình mồi, bắt mồi, vờn con mồi. Vậy nên hổ một ngày kia đã tìm đến mèo để bái sư học đạo. Thì mèo đã nhận lời, và sau bao nhiêu tháng ngày ròng rã luyện tập các chiêu thức, các thế võ, mèo truyền đạt rất nhiệt tình, rất tâm huyết quý vị. Và đến một ngày đẹp trời kia thì hổ cũng phải tốt nghiệp, cũng tốt nghiệp cái khóa đào tạo đó. Thì sau khi mèo tuyên bố rằng là ta đã dạy xong cho ngươi các chiêu thức, thì đúng y như rằng hổ đã quay sang vồ lấy mèo. Bởi vì hổ đã từng nung nấu một cái ý định rằng sau khi học xong cái khóa đào tạo này nè, thì ta sẽ quay sang ta vồ lấy con mèo, bởi vì không thể nào chấp nhận một con vật nhỏ bé như thế mà lại làm thầy của một chú tể sơn lâm. Thế thì ngay lúc đó mèo làm gì ạ? Mèo nhảy vọt lên trên cây, hổ đứng dưới ngơ ngác nhìn lên và hỏi: ngươi chưa dạy ta chiêu thức này. Thì quý vị biết lúc đó mèo trả lời sao không ạ? Mèo rất là tự đắc và vỗ ngực xưng tên rằng là gì? Nếu mà ta dạy ngươi chiêu thức này thì ta đâu còn là thầy của một chú tể sơn lâm. Quý vị thấy không? Cách đối đáp rất là hài hước nhưng để lại cho chúng ta một cái chiêm nghiệm và phải nhìn ngắm nó. Nếu quý vị để ý kỹ, dân gian ông bà ta hay có một cái câu là gì ạ? Làm thầy thì phải hơn trò, ấy thế thì trò nó mới nể. Thì câu chuyện vừa rồi nó cũng mang ý nghĩa gần gần giống như vậy. Nhưng quý vị nghĩ nó đúng hay sai ạ? Minh Sơn sẽ không đề cập phân tách đến rằng nó đúng hay nó sai, nhưng chúng ta hãy thử hình dung qua một ví dụ như thế này. Nếu như quý vị có một người học trò, quý vị đang có 10 nè, quý vị dạy cho người học trò đó còn lại 9, thì người học trò đó lại tiếp tục truyền đạt và dạy xuống còn 8, còn 7, và đến khi còn 1, thì Minh Sơn muốn hỏi quý vị rằng cái đứa học trò có 1 đó, khi nó làm thầy, nó lấy gì để nó dạy cho những người khác, và nó lấy gì để nó dựng lại cho riêng mình? Vậy thì có phải kiến thức càng ngày càng mai một đi đúng không ạ? Vậy thì cũng nhân đây, Minh Sơn muốn gửi tặng quý vị một chìa khóa vàng trong giảng dạy của chúng ta, đó chính là dạy không giữ. Chúng ta có 10, chúng ta dạy 10. Khi chúng ta dạy bằng hết tâm huyết, chúng ta dạy bằng tình yêu thương, thì lúc đó chúng ta không sợ rằng một ngày đẹp trời nào đó học viên nó là quay lại nó vô mình đâu quý vị. Tại vì rõ ràng cái điều đó không đáng để chúng ta phải bận lòng, mà chúng ta đang học lên cái thứ 11, 12, đúng không ạ? Ví dụ như trong quá trình mà học viên của mình đang lĩnh hội cái thứ 10 mình truyền đạt đó, thì chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang học về kỹ năng giảng dạy online, thì chúng ta đang có cái thứ 11 rồi. Vậy thì đó chính là chìa khóa thứ hai mà Minh Sơn muốn gửi tặng quý vị sau câu chuyện này, đó chính là học không ngừng. Công việc giáo viên là một công việc theo Minh Sơn thấy khá là vất vả. Chúng ta ngoài giờ lên lớp, ngoài giờ phải soạn giáo án, phải chấm bài, phải làm các kế hoạch, báo cáo vân vân, chúng ta phải luôn luôn học và học không ngừng. Học nữa, học mãi, và có thể học cho đến khi nào chúng ta không còn đứng trên bục giảng nữa thì thôi, chúng ta vẫn sẽ phải học. Đấy chính là hai chìa khóa then chốt mà Minh Sơn nghĩ rằng sẽ xây dựng và đúc kết cho hình tượng của một người thầy hạnh phúc trên bục giảng. Có những bài giảng hạnh phúc và sẽ hạnh phúc với cái nghề mà nó đang nuôi sống chúng ta. Câu chuyện vừa rồi thì cũng là một lời chào và lời chúc tốt đẹp mà Minh Sơn muốn gửi tặng đến quý vị. Và rất mong quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ thật thành công trên con đường sự nghiệp trong người.
và cũng chúc cho hệ thống đào tạo e-learning của Thinking School ngày càng phát triển và nhân rộng quy mô hơn nữa, để chúng ta có thể gửi đến cộng đồng những khóa học thật tuyệt vời như thế này để nâng tầm giáo dục của nước nhà. Và Minh Sơn xin trân trọng kính chào quý vị.